Thưa quý vị, một trong những hoạt động hấp dẫn thu hút người dân và du khách khi đến lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 này diễn ra trong sáng nay chính là xem trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có bề ngang 3 mét và được thưởng thức miễn phí. Đây là một trong những hoạt động mới của lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay. Để có thể đổ được chiếc bánh xèo khổng lồ đường kính 3 mét này, 15 nghệ nhân đã được huy động và tập dượt từ 10 ngày qua. Trong đó, chuyên gia ẩm thực Lê Thị Hồng Dung là người phụ trách chính. Theo tính toán của bà Dung, với chu vi của toàn bộ chiếc bánh là 12 mét, chiếc bánh xèo này đã sử dụng khoảng 30 kg bột, 20 kg dừa nạo, 65 kg rau củ tươi, cùng với đó là các loại thịt, nước mắm, dưa chua, vân vân. Đặc biệt, quá trình thực hiện đổ bánh xèo theo đánh giá là đạt 90% yêu cầu đề ra. Bánh xèo miền Tây, nếu nói đúng chuẩn thì hôm nay rất đạt. Tức là cái phần phía ngoài rìa đó là giòn nhưng không có bể nát. Thứ hai là cái phần bột kế bên cái phần giòn đó nó phải vàng, hơi dai dai. Và cái phần ở dưới đáy nó là phải chín, trong, béo và chỉ là vàng phía dưới thôi. Ở trên nó còn cái phần mềm của bột, cộng với nước cốt dừa với các cái nguyên liệu là thịt vịt, rồi rau củ quả các loại. Ngay sau khi xem trình diễn chiếc bánh xèo vừa hoàn tất, hàng ngàn thực khách đã được đãi miễn phí chiếc bánh này. Lần đầu tiên tôi thấy cái bánh xèo to, bự, ăn vô thì nó ngon, nó giòn, chuẩn bị bánh xèo luôn. Đây là lần đầu tiên mình thấy một chiếc bánh xèo to đến như vậy. Và với quy mô của chiếc bánh xèo này với rất là nhiều người tham gia luôn, cho nên là mình thấy khá là bất ngờ với cái lễ hội lần này. Hương vị rất là ngon, em cảm thấy là mùi đậm đà, không khác gì những cái chiếc bánh xèo nhỏ xíu mà mình đã từng ăn. Và đặc biệt hơn nữa là được chấm với cái nước chấm rất là ngon luôn. Được biết, hoạt động trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ 3 mét được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp nhãn hàng Sunlight tổ chức nhằm mang đến sự mới mẻ và hấp dẫn cho lễ hội. Từ trước giờ ở đây chưa bao giờ thực hiện chiếc bánh xèo khổng lồ này, thì chúng tôi cũng kỳ vọng là trong những dịp lễ hội, không riêng chỉ năm 24 mà những kỳ lễ hội mới khác, chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của các cái đơn vị đồng hành tài trợ để làm sao ban tổ chức chúng tôi là đưa những cái chương trình mới lạ để tạo cái điểm nhấn để làm sao thu hút được khách tham quan du lịch đến thành phố Cần Thơ ngày càng nhiều hơn.